chào cô chú anh chị. Hôm nay em Hai đang đứng ở trung tâm thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai ha. Gần ở đây là có nổi tiếng, cái địa điểm nổi tiếng là có hồ Trị An nè. Có cái cầu qua hồ Trị An hồi nãy rất là đẹp, rất là thơ mộng. Hồi nãy em Hai có quay cho mọi người xem á. Xíu nữa em Hai sẽ cho mọi người xem lại ha. Thì hôm nay em Hai review cái nhà của anh Sướng. Anh Sướng cần bán cái nhà như sau. Đây là đường bê tông trước mét, trước đất là đường bê tông các anh chị ha. Và đây là ngôi nhà cần bán nè. Ngôi nhà cần bán có diện tích là 2.300 m². Và mặt tiền đường bê tông này nó chiều dài là 73 m cả nhà. Đây nè, nhà cần bán đây cả nhà. 73 m mặt tiền dài ơi là dài nè. Cổng đẹp đấy ha. Trên đất có một cái nhà cấp 4 cần bán 2.300 m², có 300 m thổ cư. Đặc biệt cái mặt tiền đường dài ơi là dài. Cái miếng đất này nó hay chỗ là nó ngay trung tâm thị trấn Vĩnh An luôn. Con đường này đi ra ngoài trước là chỉ có 100 m là tới cơ quan hành chính, trường học, hệ thống điện nè, loa phát thanh nè, cả nhà nhìn thấy không? Em Mai đi hết dọc cái hàng rào cho cả nhà nhìn ha. Dân cư ở xung quanh là ở kính nha. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải là có đầy đủ ha. À, đường bê tông. Đây giống như khu xóm nha. Và ngay trung tâm luôn ha. Đường đẹp mát. Đi đoạn này một chút xíu là ra khoảng 50 m nữa ra đường DT768. DT767 là ủy trung tâm hành chính, ủy ban đồ nằm ở đó. Và mình đi vào trong đất bằng cái đường sau ha. Mình có thể đi vào cái cổng sau nè. Cổng trước là do cái gia đình mà người ở trong vườn á thì đi lên rẫy rồi nên không có ở nhà. Nên em Mai phải đi cổng sau. Bây giờ mình sẽ đi xuống khuôn viên đất ha. Trên đất là có cây điều nè, cây bưởi, cây xoài, hàng rào bao quanh đất. 2.300 m², có 300 m thổ cư, có cái nhà cấp 4 rộng khoảng 120 m². Ở đây là cái khu vực chuồng heo. Chuồng heo mới lắm, xây mà không có nuôi. Thì vợ chồng cái anh mà ở đây trong vườn hiện tại là đi làm rẫy cho nên không có ở nhà ha. Anh chủ nhà là anh Sướng, có nhờ em Mai bán giùm. Thì anh Sướng ở gần nhà Mai ở trung tâm thành phố Biên Hòa, mà anh không có nhu cầu sử dụng nên anh sẽ chuyển nhượng. Đất vuông vắng lắm. Chiều ngang mặt tiền đường là 73 m, chiều sâu là 35 m. Xung quanh có hàng rào hết cả nhà. Đây là cổng nè. Đây, cổng hồi nãy mình đứng trước cổng đó. Bàn thiên, bàn thờ. Ở đây là hàng rào. Là tường bao quanh nè cả nhà. Tham quan cái nhà cấp 4 đi. Nhà cấp 4 này rộng khoảng 120 m², còn ở được ha. Ở đây là một cái miếng đất mà hiện tại chúng ta chỉ thấy có một cái mặt tiền đường bê tông phía trước. Trên bản đồ quy hoạch là phía sau đất là chỗ cái xe em Mai đậu lúc đường vào á, là nó có một cái dự án mở đường phía sau. Thì miếng đất này sẽ trở thành lô góc hai mặt tiền. Và trên đất có một cái nhà cấp 4 này đang còn ở tốt, do vợ chồng chăm, người chăm vườn giữ vườn á, đang ở tại cái căn nhà này ha cả nhà ha. Đó. Đứng ở cái miếng đất này, cái mảnh vườn này á, thì có thể nhìn thấy xa xa bên kia là view hồ Trị An. Cho nên cái không khí ở đây là nó hơi là mát. Diện tích nhất là 2.300 m², mà có 300 m thổ cư. Mọi người nhìn thấy xa xa lên đấm trà bên kia không, là có một hồ đó, mặt hồ Trị An đó nè. Cái này là phù hợp làm nhà vườn nghỉ dưỡng ha. Có sẵn 300 m thổ cư thì cả nhà mình muốn xây gì cũng được. Đặc biệt là nó sẽ có mở đường phía cuối đất hay chỗ cái đường ra vào thì sẽ thành lô góc. Đất này rất là đẹp nha. Mà ra trung tâm xã hay là đường nhựa chính đi khoảng có chừng chưa tới 100 m. 2.300 m², có 300 thổ cư, tại địa chỉ là trung tâm thị trấn
Vĩnh An, ngay trung tâm luôn, thuộc xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Trên đất có một nhà cấp 4 phù hợp làm nhà vườn. Giá anh xưởng đang nhờ bán là 6 tỷ và có thương lượng thôi cả nhà ha. Cái này làm nhà vườn đẹp lắm, đất vuông vắng luôn. Thì bây giờ cái này là mình sẽ cải tạo sơn lại cái nhà nè, rồi xuống một số cây trái. Có 300 mét thổ cư cho nên là có thể xây nhà lớn hơn cũng được luôn nha cả nhà. Đặc biệt là nó ngay trung tâm xã Mã Đà luôn. Cơ quan hành chính, công ty gì, trường học đồ tập trung ở đây, cách đây 100 mét hết. Gần hồ Trị An, gần cái cầu qua hồ cầu Trị An. Nhà đẹp, đất vuông, 2.300 mét vuông, có 300 mét thổ cư. Cây trái trên đất thì cũng ít, nhưng mà được cái là đất vuông vắng. Cái này có thể, nếu mà ai thích nhà vườn á thì mua cái này xuống trồng thêm cây trái, cải tạo vườn. Phương án thứ hai có thể làm á, là phân lô được nha cả nhà. Vì chiều dài của nó tới 73 mét mặt tiền đường lận. Mà ở đây là khu quy hoạch thổ cư hết luôn, khu dân cư. Nếu mà muốn phân lô thì có thể là lên thêm thổ cư và phân lô. Vì nó 73 mét mặt tiền đường thì phân ra được khoảng mười mấy lô, 15 lô. Chiều sâu nó là 35 mét. Xung quanh có hàng rào hết. Trung tâm thị trấn Vĩnh An luôn, rất là đẹp. Đất vuông vắng, xung quanh hàng rào rõ ràng, ranh giới rõ ràng hết. Một là làm nhà vườn thì trồng thêm cây trái, sơn lại nhà, chỉnh sửa lại một số cái hạng mục mình muốn, làm thêm hồ bơi rồi các kiểu. Trường hợp thứ hai là mình phân lô, lên thổ cư mình phân lô. 73 mét mặt tiền phân lô thoải mái luôn. Gần sông, rất là mát mẻ. Mình có, đứng ở đây mình có thể nhìn thấy sông nè. Đó, bây giờ mình sẽ nhìn thấy sông mọi người. Đây, phía sau cái cây đó đó, còn xanh xanh đó, là không phải là sông mà gọi là hồ Trị An mà là chính xác. Gần hồ Trị An nha mọi người. Hồ Trị An, hồ Trị An lớn lắm. Rồi, em Mai sẽ quay chi tiết ra cái đoạn đường ngay trung tâm xã Mã Đà và miếng đất này có 100 mét cho mọi người. Mai sẽ gắn tiếp theo video này để mọi người xem cái đường đi với lại khu dân cư ở đây đông đúc sầm uất ha. Em Mai xin cảm ơn. Ủy ban nhân dân xã Mã Đà. Em Mai đang đứng trước Ủy ban nhân dân xã Mã Đà nè cả nhà. Cái nhà mà em Mai mới review á, nó nằm ở đối diện bên đây. Cách đây có chưa tới 100 mét nha cả nhà. Và đặc biệt là mọi người xem con đường DT767 và con đường ở đây là trường trung học cơ sở Mã Đà nè cả nhà. Đây nè. Trường trung học cơ sở Mã Đà. Cái nhà mà em Mai mới chia sẻ cho mọi người xem, nó nằm phía sau trường học này nè, trường trung học cơ sở Mã Đà. Đó, mọi người nhìn thấy rõ không? Chỗ góc đường trắng trắng kia đó là chỗ đó là đường vào cái nhà ngay trung tâm luôn, thấy không? Đó, mọi người thấy cái ngã ba chỗ đó không? Đó là đường 11 và đường 4 đó. Mình đi vô cái đường này nè. Đó, mình đi vô nhà, cái đường này là đi vô tới cái nhà luôn ha. Ngay trung tâm. Mọi người thấy cái đường đó ha. Ở đây là, bên đây là Ủy ban nhân dân xã Mã Đà. Bên tay trái là trường trung học, trường cấp 3 Mã Đà. Và cái đường vào nhà là cái bên nhà phía sau trường học này luôn ha. Trục đường chính của xã Mã Đà. Mọi người tham quan cảnh quan ở ngay trung tâm này một lần ha. Đường to lắm nè mọi người. Ủy ban nhân dân, trường học là ngay khu nhà mình luôn.
cách có 100m thôi. Mọi chi tiết xin liên hệ em Mai 0919310345. Giá em sướng, em đang nhờ bán là 6 tỷ có thương lượng nha cả nhà. 6 tỷ có thương lượng. Đất vuông lắm, 2.300 mét vuông. Có 300 thổ cư. Phù hợp làm nhà vườn và phân lô, lên thổ cư phân lô bán nền. Hải khu trung tâm, xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Em Mai xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Đoạn này là cầu chiến khu D bắc qua Hồ Trị An mọi người ơi. Cảnh ở đây đẹp lắm. Mình nhìn ngắm lại cái mặt tiền của cái nhà này ha. Và đây là cái sổ, thì trên sổ cũng như trên Google Maps cũng như bản quy hoạch đều thể hiện đây là lô gốc nha cả nhà nha. Lô gốc hai mặt tiền đất thổ cư luôn, quy hoạch thổ cư nha cả nhà.